Sự thật lạ lùng bạn nên biết. Phần 5, cách phân biệt virus corona và cảm lạnh. Cảm lạnh là một căn bệnh rất phổ biến ở con người đặc biệt khi giao mùa, thay đổi thời tiết. Trong trường hợp bình thường, cảm lạnh và sốt không phải là vấn đề lớn, bạn cần sử dụng thuốc hạ sốt và uống nhiều nước là có thể đỡ dần sau vài ngày, miễn là không có nhiễm trùng do vi khuẩn, virus. Tuy nhiên gần đây, sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona ở Vũ Hán với những dấu hiệu không mới khác biệt với bệnh cảm lạnh thông thường khiến nhiều người chủ quan và không phát hiện kịp thời vậy điểm khác biệt thật sự của việc nhiễm virus corona với bệnh cảm sốt thông thường là gì cách phân biệt virus corona và cảm lạnh dưới đây là những chia sẻ của bác sĩ Yang Ian trưởng khoa miễn dịch bệnh viện Trung Sơn về cách phân biệt hai căn bệnh này corona là một loại virus đường hô hấp có khả năng lây nhiễm cao như virus cúm nhưng chúng có khả năng gây viêm phổi nặng triệu chứng khi bị cảm lạnh nếu như cảm lạnh sốt thông thường không mắc phải những nhiễm trùng nghiêm trọng Cơ thể sẽ đỡ dần nếu được điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc thuốc cảm tại nhà. Thậm chí nhiều trường hợp không cần dùng thuốc, chỉ nghỉ ngơi và uống đủ nước, cảm lạnh sẽ dần thuyên giảm trong vòng 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu bạn nhiễm virus corona, việc uống thuốc thông thường sẽ không làm tình trạng bệnh đỡ hơn. Bên cạnh việc thân nhiệt tăng cao bất thường, virus corona sẽ tấn công mạnh vào hệ hô hấp, gây viêm phổi nên dẫn đến tình trạng thiếu oxy, khó thở rõ rệt. Đây là một dấu hiệu mà cảm lạnh thông thường không có. Triệu chứng nhiễm virus corona